ăn bữa thì lâu rồi á, giờ anh Bi làm con kia đã anh em đồ lên nha, ăn nhậu đồ ý xì á. Thu nói đúng á, hầu giờ vô chưa thấy ăn món gì hết mà mời anh em lên hết luôn á. Hôm nay Thư cho bộ làm gì Thư ơi. Anh Bi xem là sao em rồi anh Bi, anh sợ ấy. Đồ, các bạn ơi, thấy không? Đây, ghi âm này, nhắn tin nhồm nhóm. Nghĩ sao? Hớ ra đồ ăn. Ăn tới ông nậu này ăn gì vậy? Nhà đó ra cũng có con gà mà hớ ra cái đồ là lên làm gà, làm đồ cha làm gì? Nghĩ mà buồn. Bực cơ chứ cái thằng, nhất là thằng Quý Thu Đạm. Hớ ra ăn nậu nó ăn, làm mà cái đồ ăn. Nghĩ bực mình cơ. Đợi đó bây giờ là mình sẽ cho tụi nó ăn cái này nè. Nghĩ điên. Tiền bạc nhà cửa đã không có tiền rồi. Hớ ra đồ ăn không cho tụi nó ăn, tụi nó kêu mình điếm túi. Bực thiệt chứ. Bữa nay mình sẽ cho tụi nó ăn cái này này. Mọi người biết muốn biết ăn cái gì theo chân mình sẽ cho tụi nó ăn. Các bạn hầu giờ có nghe thầy hướng dạy chưa? Thầy hướng dạy nói có làm mới có ăn, không làm mà đòi có ăn á thì chỉ có ăn cái đây nè. Cái này đấy, mọi người thấy không? Mình hôm nay mình chỉ cho nó không làm mà đồ có ăn là phải ăn, biết ăn cái gì rồi ạ. Này, chúc thơm ngon. Cái này là tuyệt phẩm của con bò nha các bạn. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Thơm ngon mời Thu ăn nha. Mời lên ăn nha. Hồ bao năm nay làm thơ chính. Rồi á anh làm xem ngon lành thơm tho rồi ném hậu mấy đứa lên ăn nha. Lên liền cho đỡ nó nguội nha. Rồi các bạn. Rồi á anh làm xem ngon lành thơm tho rồi hậu mấy đứa lên ăn nha. Lên liền cho đỡ nó nguội nha. Rồi nha các bạn. Theo dõi nha. Cái cà phê này hài lắm á. 1 hour later. Rồi vô đây. Sao làm nè? Mẹ vô đâu vậy? Đi ăn đi uống một lâu đi. Má về mặt rồi em mới giỡn vậy mà làm thiệt ông. Ngại chết không á? Bị mẹ mày hỏi đi. Em mới giỡn anh làm để xong. Má ông sao? Má xóa ông nào làm cũng cỡ không ăn cơm chứ. Vậy nãy ăn cơm rồi á? Chưa. Tưởng con về nó giờ chứ. Tao nghĩ giờ đi nén ngắm rồi uống miếng nước gì từ. Làm món gì đấy? Nói chung ghẻ. Nãy nó nói là ghẻ đúng không? Đổi lại con ghẻ nhỏ lắm, tao làm luôn bò đó. Thì hôm nay là vô nhà anh Bi thì anh Bi có làm món gì nói chung biết bí mật thì sẵn đây mình quay cái clip món đọc lẹ đây là anh Bi cái bài đọc lẹ chưa từng có ai mà
anh là bao giờ hết á thì muốn tập quét à, tập lẹ luôn. Hôm nay có biết coi nữa các bạn, có tu nữa ở đây. Thảo giờ tôi bưng 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 luôn đúng không? Tao hưởng gì nó ngọc ra lúc này đỡ trời nó điệu điệu chút nó vậy. Quá điệu gì? Ở đây mình hầm cho nó nhìn. Chắc là cái bò hầm mà. Mình ăn bò hầm. Đỡ nào để tôi. Ừ thì là giỡn. Mà chứ tụi tôi nó giỡn mày chi, mày dương mày sao. Nè mà ngọc mày có bay mùi nè. Nè mà ngọc mày bay mùi, tụi mùi thơm tụi ra mày. Mùi đâu? Tao thấy mùi điếu đâu. Tao nào cái bay cái mùi thơm lắm mà nghĩ sao? Còn là anh ấy, anh cho mùi gì hợp mà vô tặng điếu đi. Chô hô hô. Cậu đập heo xây nhà sao vậy? Này, đập con heo rồi mà sao bữa nó chan tự nhiên nó cháy con heo nó bớ vậy biết. Để là cãi lộn nhưng vợ đốt cả cháy tiền này mà ai ngờ vợ. Đập đâu nè. Nè. Cãi lộn nhưng vợ em. Đúng rồi. Ông mới cãi lộn mà ông đốt con heo cho cháy tiền sao vậy? Nhà có tụi sao con heo tự nhiên bớ đi chị. Bữa mày cứ lên mày mò mò mà lái vậy là tiếng đời với ai đâu à? Bơi gần tiền đi tặng gác với ai rồi mày bèn biết rồi tiền hết nhiều chờ hết còn mày bèn biết khủng quá mà lần nào anh không chơi đi đâu mà nhậu thời xưa rồi vậy đó anh em luôn sinh bạc luôn anh cho cộng hoa cộng cái rồi bưng mâm lên nè vô ông lên đi đám hàng gì đám đi đám này nó mấy ngày chưa tròn vợ chưa chưa tụi em nhớ anh gai chỗ gai nữa biết được gai rồi biết chưa còn tính là chó phải đi làm. Đi đóng hàng, vợ con đi làm đi đóng hàng đi chứ ngồi đây chỗ anh em đeo bưng, đeo tại chỗ đeo bưng, nó chờ nó hiểu chứ cũng phải đâu. Vậy làm heo chứ ông đập. Ông đập heo với cái ai? Tao đập heo mua bò anh như vậy mình lấy xe gọi con heo ra, tao đập con heo ra mới lấy tiền mua bò anh chứ mình lấy tiền ra mua bò ấy. Làm vậy, anh làm vậy. Heo lộn mua bò anh, giờ anh ngày. Tao chờ xíu đây, chờ để hôm nay người kêu ngày tao mình chết kìa. Mà thôi đó. Đó là gà để làm gì? Không gà dịch rồi chứ gì đâu mà nhà ấm. Đây. Tao nói gì cái to to gì. Ok đây. Theo cái bài bán tàu. Tao nói chuối nói điện muốn lẽ chuối vậy. Lẽ chuối thì gà, gà bò lấy chuối cho nước nó giữ lại á. Bò hầm ông nội. Bò hầm gì bò hầm thuốc bắc ấy. Dương Đông. Ủa mà tao dạy tao thấp rồi làm Dương Đông mẹ hay. Mẹ này. Cái gì hôn cái gì hôn đầu rồi chứ có gì mà Dương Đông chị trời. Đó. Tao chỉ chó là cái ngang ngang mà ngang ngang miếu mẹ mày phá luôn. Mày cua nhà mẹ hay sao phá mày. Còn uống mấy thuốc gì không chưa được gì mau lên. Có mấy miếng gì má nào mời đi đi. Ê cậu gì đây? Mà cho muốn thịt bò hầm. Bò hầm được á. Mẹ mày mẹ mày bò hầm mà ra đây. Không mẹ không. Chứ hay gì đâu. Mẹ đi làm sao vậy anh Bì? Sao? Lớp tỏ đều lẫn trong nhà. Mấy anh đòi nữa không có anh. Em mở của em vậy anh. Coi em là chúng quạt nhau rồi. Ở đây có gì phân hả? Tôi có chồng ai chồng em mẹ đó đi. Hả? Để lên. Đồ phải coi anh chồng này. Sao chồng em mất kêu em lên đổng báo cáo báo chuyện tay rẻ rồi. Chồng nó làm nãy em lấy tiền quà kêu quà ở đó nữa chứ. Chồng cho lên đây mày. Cái mày nghĩ sao cứ đòi anh cuốn đầu đó sánh nhà anh hay mày. Hả? Quen nghe thầy thống vậy chưa? Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu bùi nhá. Anh cái đồ này anh đồ nó hói này cái đồ anh quá trọng không bỏ rồi anh nguyên muốn bỏ anh như dữ rồi nó hói này đồ anh rồi anh nghe tùng nó mày khó quá là đi mà làm bé rồi anh như này anh còn nghĩ cho cái mặt gì trời. Tại sao anh mẹ nó mẹ đấy? Tao sẽ chuyện tôi hướng nghe tao làm có công tình rồi bây giờ làm đủ vô ngon lành đủ. Đâu anh, tụi anh hầm hay hầm nhiều đây vợ chồng anh tối anh. Tao. Quan tâm hả? Cục mấy nãy mới ra cứng. Anh làm cũng ránh bầm cũng lên lốt cho. Làm cũng lên lốt tao. Bây giờ tôi nghĩ đó là ránh bầm cũng mẹ đây mẹ nó mày. Này mình lốt chồng. Anh đế tổ hết mẹ đây rồi. Má anh tổ mày hẹn tổ cắt mẹ đây. Má đi chồng tổ cho nó. Quý anh đặt bớ nó không má. Mẹ mày cho cùng nữa. Mẹ cho dạ có không có tiền thì nói là anh em không cùng chúng người kiếp bên tao làm đồ ăn à, không có tiền là đưa anh cái món mày nói rồi đấy tao đưa đồng bạc dạ cái đồng đưa anh lúc đưa anh tao cần nhiều đồng bạc này đâu hầu rồi đi anh cái bao cái đó bó đồng bạc được sao chứ à tụi mình tìm đi mày à tao cũng biết ở đây anh làm thì mất tao đổ mấy tao cho họ tao nghĩ cũng gọi lần cho nó giờ nó lớn nó lên rồi tao thầu cho tao nghĩ hai bay đi không cho tao mấy người đâu nghĩ là mất mất mấy đứa em nữa anh thử anh không có thì anh làm bậy cái
cái gì cũng được, ví dụ như có lát cá ngừ rồi nhé, em cũng vui mừng quá nè, có ở đâu cũng có ăn nhẹ đâu, lấy đậu mì nhiều nó cũng là một bữa ăn được rồi, đổi làm gì nên bỏ ra lên đó mở rồi em đã làm như tụi em mày là tóm lại cái không mày quẹt chưa được họ mày ăn chưa được họ luôn mày không ai nghe mẹ không được gì ai mẹ nó cũng có anh làm cũng làm với mẹ đây cũng xuống anh đang xuống ngầu tiếp thì làm cho mẹ bạn nó tướng làm cho người sau gần đây rắn đi làm đến ngon lên đây không ở đây mà ngày nào mà cũng đòi ăn ha nhiều lần nhà tao ăn mày nghĩ sao nhà tao quá không coi thấy được không đẹp không cũng làm bé nó con kêu nó không coi nó cũng nhỏ không phải làm cho nó tôn trọng không ông em làm cái kiểu đó nó cứ yến đèo ông luôn á. Mẹ nó đúng nè, yến hồng. Hồi nãy tao không biết con còi lên nha. Mày cứ vậy, tao mới hay, tao mới hay. Tao nhắn hai đứa bay không lên không mà tao đúng còi nó đi học ông nậu. Sao vậy? Ông gì chả bị. Má ông đánh về mẹ đi, tao đánh hát, làm bé thì muốn nhắn cho. Thật gì mẹ, tao muốn làm chà là chà. Về xuống cùng kiếm gì từ đầu, làm mà ẩm thực mà làm chứ. Thằng lên nãy là nó đòi làm ẩm thực á, nó thôi. Nên nghe bị những tiếng nhót lên lên. Muốn chạy lên rồi chứ, má chạy lên nhậu thức ăn. Cái gì đó mày xong á, nó xong mà thằng chứ cũng lợi cho mày xong cái xem xong không khác đâu ông còi đúng không làm còi ngàn ngàn đấy hàng chuyện tôi nó chửi ông đúng không mày bên ông nữa đâu nó giỏi nó giỏi nó bị giỏi chạy đây đâu đứng đây nó giỏi mày là nó bưng cái giật ra nãy giờ giỏi mày thì mày vui gì ông sao ông giỏi giỏi á giật cái này mày quên mày đó cái này chính quen là cho thằng bay chơi vui thôi chứ đâu có gì đâu đồ tiền nó giỡn. Đâu cái này biểu đồ cái mỏ hơi ra rồi mình khỏi xuống ăn luôn. Hôm nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà cứ phải tôi bắn. Đúng rồi, đúng có bảo không? Đúng là lót còn lấy thái lót gì hả? Đúng mấy. Cái mầm này phải cứ bỏ cái trầu thôi, người ta hư đúng rồi. Mày là tao hư, mày là đánh sao đi. Mày cứ trầu bây giờ chứ mà. Mày đánh hư cứ bỏ cái trầu. Đúng mày ăn thì sao, người ta ăn đâu sao tao biết. Giờ ăn thì tao biết. Mày hư ra đánh thôi thử đi. Đây, lấy lót nè. Đấy, giờ tôi đỡ bưng bưng bò nha. Mẹ mà chè hai lốp đẹp chụp cái đường như là chùa rửa chùa rít xe xác đèn tá thì đó ngầu giờ hái tàn tàn ngầu ngầu mẹ cái mâm kia khác một kia khác giờ mâm này khác rồi bây giờ em cũng sợ làm đâu tổ mắt bẩn đó đây dễ đụng luôn mặt quá đây bỏ đây này chụp được cuốn ngang đứa nào lại cuốn ngang quá làm chưa chết bao bự còn chưa rồi rưỡi còi rưỡi còi luôn rưỡi còi rưỡi còi mấy anh làm chuyện chưa chứ anh đang bèn anh cuốn mà giống giống gió mặt quét về luôn đây này mọi người em này muốn gì tổng có anh mà ông còi rưỡi lôi mẹ gì cho mình cứ cúng nó dục đâu đuối đuối nhà ông nồng rồi đó bại xa nó lại à mẹ thôi nè mấy anh biết nghe mà bây mẹ anh lớp đi làm ra chuyện vậy mày chưa mẹ đi chơi Mày đi chơi điên dài lại tại sự bất ngờ này nó muốn đập lẹ mà hầu chưa ai làm món đó mà nghĩ sợ mình phải đỡ là bất sự bất ngờ hiểu không? Đây thì món ăn không? Đĩa. Cúi ăn, cúi đẻ, đối tao không nấu ông nói cho đó chứ gì nữa. Một, đấy. Hai, ba, hai cầu một cua. Ê, 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 còn gì nữa đâu mà khóc với. Gió vậy? Làm gì đi? Gió cái chỗ làm gì? Thôi, quay quay, hết tiền gió lại.
Hả? Bước á, má chơi gì để nói giải rồi cũng không làm giải nữa anh. Nhớ chuyện mốt tao đang đổng cũng không? Thì anh em chơi cho chút làm gì làm rồi cái đầu làm gì chục chục giải. Mẹ anh nhỏ hết chuyện, tốt với mẹ đó chứ không chụp bao chút đó. Tôi có cái gì, cái loại gì không? Hả? Cái loại trâu hoài trong tay cướp đâu? Sao đập vừa chứ hả? Đừng khóc nữa mà không được buồn. Em xứng đáng. Đó đó thì dọn đúc lại xong rồi le đi. Rồi dọn. Nào chưa dính dây. Đó dính bìa. Dính nha. Chứ ra anh ba. Cuối cùng. Giờ ai nữa đó? Giờ tao. Mọi chuyện đó giờ tao. Mấy chuyện chồng thun hả? Mày kia mẹ đố chọn anh làm con mẹ á, chọn anh làm làm. Chưa. Chọn anh làm mẹ á, nó cầm chục quen quen á. Bóc đi cùng ngày nữa. Quý thôi, thua luôn mà mày, từ từ cái ai mẹ nhà mày cùng nhau. Đâu cái chồng lên hấp dẫn chồng cái bò tay anh. Chưa. Đó. Mẹ người ta cũng ngồi chứ thu này là đoạn cất. Hả? Làm tao đổ nó chứ tao hết đâu á. Trời ơi, 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 trời má, con thấy chưa? Thấy tai hại chưa? Ừ, ông anh thấy vậy chưa? Dính hàng không có chọn đâu. Tụi em đã không nói đâu, lần hai ông cũng mua cướp lên nữa. Anh gì vậy? Anh ngồi lên quậy luôn à. Quậy đâu quậy, ông. Quậy, đừng nói là hồi nãy em nhắn tin cho ông là thu nó ông rồi. Anh Vy Ni giá bộ đãi món gì lên ăn là ông kêu lên ăn. Ông kêu lên ông làm hai mâm cứt cả. Rồi bác cũng đặt nhà cái mâm rồi. Tôi tướng nghĩ là hai mâm nó vợ chồng là thi xong rồi còn dư chứ. Dư dây quá. Thấy là tai hại chưa? Biết không? Ông cũng ăn nó không có sao anh Vy thử. Cũng nó hết chuyện làm đến Vy. Trời ơi coi gì đó ông rồi. Ông còn chơi gì? Dọn ra sạch ở nhà không bây giờ tôi. Gì? Má cái gì vậy? Lâu lâu rồi mày chấp mày làm gì rồi má? Tôi quay nán mà. Nán gì? Ủa, do ông chứ ai? Nhà anh chứ ai giờ? Ủa, do ông chứ ai? Chứ ai rồi chụp chứ nán? Nán gì? Mà chứ mẹ? Gì vậy? Mẹ không làm gì? Thế là anh trôi mày thì anh trôi anh nhảy mày. Ừ. Tao cũng cha biết nữa. Không, gì mẹ. Gì đó làm đi làm, gì quay, đi ăn cho chứ à. Đó, làm đi làm. Lớp ở đây một tay con kè cho ta đi. Không, đó đám ai lên coi nào. Quá là một miếng bỡ để chứng lại cho đúng rồi. Dần chút mà đồ mà chúng bà hàng vợ dơ giấy nó chữ à. Tưởng là lên trời tụi nó có màn vui cho mọi người xem ai thất bại quá mình mới dọn dẹp cho đỡ vợ nó chữ vui quá chúng hàng hóa của nó này nó dơ giấy nhà cửa nữa chứ.